thiếu tá, đội trưởng đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam, báo cáo ngài Bộ trưởng Quốc phòng Dương Văn Nga, đội danh dự nhiệt liệt chào mừng ngài sang thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính mời ngài duyệt đội danh dự. Thank you.
trưởng đoàn quân đoàn 1 báo cáo đồng chí chủ khảo. Quân số tham gia kiểm tra 64 đồng chí.